cố ý nhỉ? Mày ra ngoài xem thằng nào dám đá bóng vào đầu. Ok. Cái thằng này, mày không có mắt à? Mày không học mày định đi đâu? Mày có thấy thằng nào đá bóng vào lớp mình không? Mày... nó sút vào đầu cô giáo rồi mày ạ. Tao với mày đi tìm thằng đấy đi. Cần gì phải đi tìm? Người sút quả bóng chính là tao đây này. Mày định làm gì? Sao mày đá bóng vào đầu cô giáo? Mày hư thế? Cái thằng danh con này, mày muốn ăn đòn à? Đi vào lớp. Mày ơi, tao biết thằng nào đá bóng vào đầu cô giáo rồi. Là thằng nào vào tô khăn đi mày? Thằng Quân chứ còn thằng nào? Cô ơi, người đá bóng vào đầu cô là thằng Quân đấy. Là cái bạn mà đi học muộn đấy á? À, mà cũng lớp mình có phải là bạn này cũng đây á? Mấy đứa mặc áo trắng kia, mày là ai mà mày ở đây? Sao mày dám nói cô giáo thế? Mày to gan thế? Chúng mày đùa tao đấy à? Đừng nói tao đây là cô giáo của lớp. Quân, em đi vào chỗ ngồi đi. Em hư lắm rồi đấy. Thầy cô là